Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Tuấn đến từ chợ ô tô Việt Nam, có địa chỉ là 26D Phạm Hùng. Và ngày hôm nay em sẽ lên một video tổng hợp tất cả các mặt hàng xe gầm cao có sẵn tại salon bên em, giao ngay đến quý anh chị và các bạn. Em xin lưu ý là chỉ các xe gầm cao thôi anh em nhé. Trước đầu tiên em muốn được giới thiệu đến anh chị và các bạn, đó là chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2019, phiên bản 2.0 máy dầu. Chiếc xe thì mang biển kiểm soát tỉnh, hồ sơ bên em cũng đã rút sẵn cầm tay rồi. Chiếc xe thì có tông ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu kem. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 920 triệu đồng. Đây, đợt này bên em có rất nhiều Tucson anh em nhé, tha hồ cho anh em lựa chọn luôn. Và chiếc Tucson thứ hai em muốn được giới thiệu đến anh em, đây là cũng là một chiếc Tucson phiên bản 2.0 máy dầu, sản xuất 2019, model 2020. Form mới luôn anh em nhé. Anh em nhìn đèn này là có thể phân biệt được form mới hay là form cũ. Và chiếc xe thì có một ngoại thất là màu sâm panh. Đây là một màu cực kỳ là nổi bật luôn. Chiếc xe này thì em cũng đang bán với giá là 920 triệu đồng. Xe thì cũng mang biển kiểm soát tỉnh luôn. Hồ sơ bên em rút sẵn cầm tay luôn cho anh em nhé. Tiếp theo nữa là một chiếc Hyundai Tucson. Cũng là máy dầu luôn. Sản xuất năm 2017. Xe thì gốc Hà Nội và mang biển kiểm soát tỉnh. Chiếc xe này thì màu trắng, nội thất kem. Em đang bán với giá là 795 triệu đồng. Tiếp theo nữa là một chiếc Hyundai Tucson. Đợt này bên em về rất nhiều Tucson cho anh em lựa chọn nhé. Đây là chiếc Hyundai Tucson máy dầu, sản xuất năm 2020, có màu đỏ mận, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Màu này rất là nổi bật luôn. Chiếc xe này thì em đang bán với giá là 959 triệu đồng. Và còn hai sản phẩm nữa. Em muốn được giới thiệu đến anh em. Xin mời anh em đi theo em. Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2019, phiên bản 2.4 máy xăng, bản full luôn anh em nhé. Chiếc xe này cực kỳ là mới, một chủ từ đầu mang biển số thành phố. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 890 triệu đồng. Xe thì phun xăng, chiếc xe của Hàn Quốc này cực kỳ là nhiều đồ chơi anh em nhé. Và chiếc xe cuối cùng em muốn được giới thiệu đến anh em, đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản L, sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 970 triệu đồng. Đây là hai chiếc xe này là phân khúc 5+2 anh em nhé. Anh em nào mà quan tâm về các xe gầm cao thì cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Và đến cuối video rồi, em cũng xin phép được dừng video tại đây. Anh em nào mà quan tâm về các dòng xe đã qua sử dụng thì cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại. Em xin được cảm ơn và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo.